Cần Giờ. Thì giờ tôi nhảy quá trời, tôi không ăn rồi cũng ngán rồi. Giờ chuyển qua nữa chứ thôi. Có mua bỏ đá đi rồi chút đem về. Rồi sao, rồi sao, lấy lại giữa nha. Tôi hồng đi các bạn ơi. Ba con. Ai ăn gì ăn bốt mình nha. Inbox mình rồi mình đem về cho nha. Bốt tôm hùm nha. Ba ăn tôm hùm. Ô. Dạ nướng thôi ha, đang nghe. Nướng đi. Nướng nước không ai hay là nướng mọi. Nướng như nữa. Nướng nướng cái nào mà nướng, mình giữ nguyên cái chất ngọt á. Trời ơi cái nào nó không chất ngọt. Nướng nước mấy nước thiệt. Bây giờ là nướng một con ra mấy hai con hay là sao? Hay là nướng hết. Nướng con ra mấy hai con. Rồi, nướng một con. Hỏi nướng vậy nữa. 40.000. Nướng một con. Nướng đâu vô đóng quay nướng. Bây giờ qua đó đem cho dòng. Cho cô lấy tiền nha. Lấy tiền nha. Hành đậu phộng hả? Bỏ vô luôn mà con có cái gì đâu, con có đâu thì đâu vậy. Đúng.
Đây là chủ quán ở chợ Hà Dương Cần Giờ đi. Lần đầu tiên mới thấy một con thùng luôn á. Thì lần đầu tiên sẽ ăn được cái món tôm hùm luôn. Ăn bằng tay luôn hả? Bằng tay luôn chứ. Thì theo tôi chắc là phải ăn bằng tay, tôm hùm phải ăn bằng tay không?
có trứng nữa nè. Thầy chấm vô tiếng anh. Thằng chị Thu quay mà quay không được luôn rồi, nuốt cái miếng không mà. Thầy xé cái đầu ra các bạn. Lần đầu tiên ăn tôm hùm không biết ăn làm sao luôn các bạn. Nướng tóc luôn. Cái càng nó tiêu rồi. Cái đầu á, cái đầu cắt bỏ mấy cái đầu mới rồi. Còn cái càng đâu? Cái gì? Hả? Tôm hùm có càng mà. Tôm hùm có càng. Cái gì? Tôm hùm không có càng. Tôm hùm không có càng bán. Thì ăn thử cái món tôm hùm này, cái món này sẽ là tôm hùm đang mang các bạn. Thì cộng thêm cái món tôm hùm cái nướng ngũ hành. Thì cái chi phí là nướng luôn các bạn thì một ký này là khoảng 800 ngàn hả? 709 là 800 á. Thì các bạn sẽ 4 người ăn các bạn chia ra ngừng có 200 ngàn thôi. Nhưng mà thưởng thức được cái món tôm hùm thôi. Giờ mình tiếp tục mình ăn nha. Cho dạ, tôm hùm này ngon quá rồi, giờ không biết sao ta? Cho cameraman chỉ dòm thôi, không được ăn được. Dần tới ha. Dần tùm lum luôn. Đây. Nhật, ý anh Tài xé. Rồi. Rồi. Tôm hùm mắc quá mà cái vỏ nó cứng quá, nhai không được thôi, bỏ luôn cái vỏ. Ừ. Đây là cái món tôm hùm nướng luôn, ăn được món tôm hùm nướng luôn. Chấm bún chua chanh luôn. Thịt này chỉ nó cứng nó dẻ hơn thịt con tôm của mình thôi chứ đâu có gì ta. Nó thật nhiều. Rồi các bạn, thì sẽ tiếp tục mình ăn nha các bạn. Rồi. Thì lần đầu tiên cái vỏ cứng của lần đầu tiên mới là tôm hùm giống biết là sao nữa, giờ ăn lần đầu tiên muốn ăn nữa là biết rồi. Đây có tôm hùm các bạn, mình xé ra rồi. Tiền tôm hùm ăn ngon quá. Muốn ăn nữa không? Không mua, muốn nhai luôn vỏ mà cái vỏ nó cứng quá nhai không nổi. Muốn ăn cái tôm hùm con cái gì đó mới ăn luôn rồi. ăn ngón tay không à? Có hình dáng không ta? Mấy gì giục mẹ chứ. Cái đồ đâm nè. À, nước chấm này ngon à. Đây tìm một tìm bằng muốn. Ăn luôn cái xương hay gì vậy? Ăn luôn cái xương hay vậy? Đây cái chân này, cái chân này có trứng. Ừ. Ủa mà tôm hùm thì sao không có càng? Nó có càng. Chứ được cái này không? Nó có càng đâu. Ai ăn tôm hùm không? Inbox mình ship về cho nha. Ship về, ship tôm hùm gì đi. Ủa, lần nãy nó ăn tôm hùm. Lần đầu tiên tôm hùm, nó bỏ ngỡ nó, không biết ăn sao luôn kìa. Đi hai lúa thì được ăn tôm hùm. Sao vậy? Ủa sao cái con nó không đỡ mày em để ăn đây nè. Kéo qua đây luôn. À. Cái này vô.
con đi. Lắm mà.